Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Di hùng, sáng ngày 26 tháng 4 năm 2020. Để hiểu rõ như thế nào về chính sách hòa hợp dân tộc. Xin quý vị theo dõi buổi nói chuyện của Phó Chủ nhiệm ông Lương Thanh Nghị và Đài Truyền hình Nhân dân có phỏng vấn tôi và ông Phó Chủ nhiệm. Ông trình bày rất rõ về chính sách hòa hợp như thế nào và góc nhìn của tôi về chính sách hòa hợp như thế nào. Xin quý vị bấm link ở dưới đó cái tôi gửi cái link để quý vị xem. Vì tôi không có muốn xâm phạm tác quyền của truyền hình nhân dân. Nhưng mà tôi muốn phổ biến tư tưởng hòa hợp dân tộc và chính sách đó như thế nào đúng theo ý của nhà nước mà ông phó chủ nhiệm Ủy ban người Việt nước ngoài là ông Lương Thanh Nghị đã trình bày một cách rõ nét trên truyền hình nhân dân xin kính mời quý vị cùng tôi theo dõi trân trọng cảm ơn quý vị